Tin giáo xứ 4, thánh lễ tạ ơn với nghi thức nhậm chánh xứ của cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu tại giáo xứ 4. Lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ tư ngày 25 tháng 7 năm 2018, thánh lễ tạ ơn với nghi thức nhậm chánh xứ của cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, tại nhà thờ Thánh Tâm giáo xứ 4. Thánh lễ do Đức cha Giô-se Nguyễn Tấn Tước, giáo mục giáo phận Phú Cường chủ tế, cùng sự đồng tế của cha tân chánh xứ Simon và quý cha. Sau bài ca nhập lễ, Đức cha Giô-se giới thiệu cha Simon Nguyễn Văn Thu là tân chánh xứ giáo xứ 4 trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn. Đức cha cũng nhắc đến cha sở tiền nhiệm Michael Lê Văn Khâm, dù ngài không có mặt trong thánh lễ vì lý do sức khỏe, nhưng xin Chúa ban cho ngài nhiều ơn lành trong hành trình còn lại. Tiếp theo là nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ. Cha Anton Hà Văn Minh, quản hạt Phú Cường, công bố văn thư bổ nhiệm của Đức cha Giô-se. Cha Simon tuyên xưng đức tin và lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Đức cha Giô-se trao dây các phép và chìa khóa nhà tạm cho cha Simon. Cha Simon mở cửa nhà tạm, tất cả mọi người cùng quỳ gối thờ lạy thánh thể. Trước khi kết lễ, ông Giô-se Võ Văn Xem, trưởng ban đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ 4, có đôi lời tâm tình cảm ơn Đức cha Giô-se vì tình thương hiệp dân thánh lễ, chúc mừng cha Simon Nguyễn Văn Thu, chánh xứ thứ 16 của họ đạo 4. Cha Simon đáp lời, ngài cảm ơn Đức cha Giô-se và quý cha cùng hiệp dân thánh lễ hôm nay. Ngài cũng cảm ơn quý bà con giáo dân giáo xứ Sơn Lộc và giáo xứ 4. Cha cũng tha thiết mong muốn và mời gọi sự hợp tác của mọi người với cha trong sứ vụ mới. Đức cha cũng bày tỏ sự vui mừng khi đến với 4. Chúc mừng cha tân chánh xứ và mời gọi mọi người hãy yêu thương, cộng tác với cha chánh xứ. Trong dịp này, Đức cha cũng mời gọi mọi người về hiệp dân thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Phêrô đoàn công quý vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Thánh lễ khép lại với bài hát tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Cha tân chánh xứ Simon cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha Giô-se và quý cha. Sau thánh lễ, mọi người ra về trong niềm hân hoan đón mừng cha chánh xứ mới. Chúc mừng và xin chúc mừng giáo xứ 4.